Đây có sư đến đây để viếng mộ của phòng 5 nha cả nhà. Ở ngoài thì, nên là không có cho cô đi kiếm.
sau này tới năm 2019 đó, dạ. Tự nhiên cái cô cũng thấy chú đó. Rồi xong cô mới lên thì biết mình tìm tìm để nghe chú bệnh bệnh rồi đi tìm tìm hoài chú cũng thấy chú nữa, tìm nữ tỷ cũng mà cho là đăng chú chết á, mà không có tin. Tại sao mà người bắt đầu con mới tìm hiểu chết. Khi mà còn sống thì mình tìm được, bây giờ chú chết rồi mình lên cũng đâu có được. Thôi vô cả cả rồi qua trên đường này thôi. Nên là chú cũng nói là bắt đầu cho cô với chú Tiểu Linh gặp nhau. Nhưng mà cô có liên lạc rồi mời chú Tiểu Linh lên 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 nhà khách nhưng mà chú không có. Cũng có liên lạc rồi cô ha. Dạ. Cái số điện thoại đó cô bỏ 2 ngày mình vẫn nằm trong máy. Dạ. Cô gọi lại. Dạ. Và cô mới gọi thử mình thay chứ. Đang nghe cô mình chú mắt rồi cô cũng đang tim á. Dạ. Cô cũng nhắc lên mắt xuống. Lúc mà còn trường thời thì cô thường gặp mà còn anh Vũ Linh. Tại vì cô cũng chỗ chỗ chùa cô có đặt bàn thờ cổ năm hả cô? Cũng địa tạng cô chú, cũng địa tạng luôn. Dạ, dạ. Dạ. Cô ơi, cô cho hỏi cái địa chỉ chùa mình là ở địa chỉ số mấy vậy cô? Ở thôn Tân Phú, xã Bồng Kinh. Dạ. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, để con, dạ, để con có nhân viên, con ghé thứ nhất là ghé chùa. Và cô nói là tỉnh thất luôn không? Dạ. Tỉnh thất. Thứ nhất ghé chùa, thứ hai là ghé viếng cổ năm luôn. Dạ. Dạ. Wow. Hồi nãy cô nói là chùa gì cơ? Vô chắc là chạy như xe nhiều, khách nè anh biết đó, khách biết ai ta xin cho tôi quên giữ ngay khách đó. Hay là ra xe rồi cô? Dạ đây không có chú Minh Phụng. Có chú Thanh Sen với chợ chú Giang Châu à. Dạ vậy là mình lấy nhang đây nè cô, đốt đi cái mình qua đó luôn. Không thấy có hình. Dạ. Trả rồi chị. Cô đốt ba cái nhang này rồi ha. Không biết là sao, chắc là xe ha đi cô. Ngắm tên cô mất.
là cô cũng có đi hát. Trước khi mà gặp cậu Năm là sư cô chỉ là tu tại gia dạ, tu tại gia, tức là mình chưa có tu tại gia là mơ chứ cái cải lương á, cái dạ. Khủng nhất là dạ. Chú dắt đi rồi giới thiệu qua chú Vũ Linh dạ. Dạ. Đầu tiên một thời gian với ba mới đi tìm bắt về, không có cho đi theo nghề dạ. Con mới nói chắc không có cái duyên theo cái nghề cải lương, nhưng mà không biết là ba của sư cô là muốn sư cô theo cái nghề gì, không có nghề gì hết, nhưng mà ba cô nó muốn trùng hợp cái là chú Vũ Linh này chết ngay cái tháng mà cái ngày ba cô mất luôn. Dạ. Chung cái tháng luôn. Ngày. Cắt trùng luôn. Wow. Tuy chú Vũ Linh là 65 nhưng ba cô mất luôn. Dạ. Ba cô cũng mất tháng 2 chứ. Dạ. Dạ. Chung ngày. Mà sao chú biết? Chú lại báo mộng cho cô là chú Tiểu Linh mình đã hết Vũ. Nhưng mà chú Tiểu Linh không lên, chú hứa là 29 mình 29 tay gì đó ra Vũng Tàu ghé cô mà nó cột đi đi. Cái sư phụ mới nói nha, từ duyên đi tới thì ảnh đi kia. Dạ. Ai mày? Ông ra ngoài chưa? Ngoài nó lấy cái điện thoại ra bán đi vô cái chụp hình mấy bạn. Trong cái giỏ đi. Ngủ đâu? Ngồi trơn quá. Lấy ở bệnh viện nói chung là Việt Nam mình có rất là nhiều thầy thuốc giỏi nha, nhưng mà do cậu Năm chưa có cơ duyên để được gặp cái thầy thuốc đó. Thì bây giờ cô sư cô kể là con nghe rùng mình, tại vì cái chú đó là không có nói tên nói tuổi mà nói những cái câu mà con nghe khó hiểu lắm, nhưng mà bây giờ sư cô nói là thầy con nghe nó thấm thấm và nó trùng với cái lời của sư cô nói, tức là của sư cô là có thuốc nam cũng chữa là bắt bệnh đúng không cô? Bắt bệnh luôn. Dạ, cũng có liên hệ với Tiểu Linh. Đúng rồi luôn. Cái này là chú nói như nhân viên chú đi sớm á. Dạ. Dạ đi đường này nè. Giờ sư hấp dẫn cho cô
khi không biết là chùa mình có những cái loại thuốc nào có thể là chữa bệnh cho chú được hết. Nếu mà chú Vũ Linh lên đó ở trên chùa của sư phụ coi trong vòng nửa tháng thôi là cũng được. Dạ. Trời ơi, phải nghỉ hết luôn. Thiệt quá coi là biến sớm ha, khó nhỉ. Dạ. Tại vì từ nào nó được không nghĩ là chú sẽ báo mệnh. Ủa sư phụ của sư ở đâu rồi sư? Ra xe ngồi đợi rồi. Không, sư đang ngồi bên kia kìa. Kìa đang ngồi bên kia kìa. Ở để đi qua sư. Cho con coi. Là chắc cho con coi tấm hình này sư. Trời ơi. Hình này là sư cho con coi. À, cho con coi gì ạ? Dạ. Cái hai bát kia thì nó rõ hơn. Chúng tôi đang để sư. Chú muốn nói là cô muốn là lấy hình người thần. Đó con coi chị. Vậy là cô nằm mơ thấy cái tấm này ha. Chứ con chứ coi. Vậy là giờ là sư đeo thờ ở nhà. Sư đeo thờ 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 vậy. Con người nhiều hình lắm nhưng mà hình loại quá. Chú là chọn. Chú là chọn. Muốn chọn cái hình cho cô thờ. Dạ. Là cô lấy cái hình đi rửa. Dạ. Mấy cái tấm hình chưa không rửa được. Tức là cái tấm hình này cô nằm mơ thấy luôn. Để chú Vũ Linh đã chọn nhờ cô rửa. Cô chỉ nói là chú muốn ở đây với cô thì chú thích tấm hình nào để cô thờ thì chú cứ để vào máy cô thì nó sẽ hiện ra, nó hiện ra trong máy cô là tự hình tự hiện luôn hả sư cô? Hình này là cái hình này là tự động nó sẽ vào đây, nó vào đây. Cô đi đưa lên máy cô sửa. Dạ. Cầm 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 cầm. Đau lòng lắm. Trời ơi, khóc khóc nước mắt luôn đó. Cái này cũng có hình luôn không? Có không? Bên đây thì rõ hơn. Dạ, chia sẻ. Cái này là đặt cái tượng Phật nè. Dạ, Đà Quan chú bên nè, là tụng kinh đúng 49 ngày. Dạ. Đưa chú lên ở chung với ba cô luôn. Dạ. Đó. Cho hai người ở chung. Là hai người ở chung cái bên là một là bên ba con một bên. Bên dạ, đó. Trời ơi. Rồi đi vô đi chụp. Mời sư cô. Dạ, nhờ cô vô chụp. Con xanh quả trước đi. Dạ. Con cũng ái mộ của anh Trung Lệ ha. Mở được video của Huyền Tiên đến đây kết thúc nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh cũng như là like để đưa ra những cái video mới nha. Thì ngày chủ nhật thì chúc cả nhà có một ngày nghỉ ngơi vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Khi mà ấy là cô mua về bắt dạ. Dạ. Không biết. Thank you.
kết thúc nha cả nhà. Chúc cô chú anh chị có một ngày nghỉ thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình, cũng như là luôn có những cái sức khỏe thật là tốt nha.